Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, mị dân bằng niềm tin. Sáng ngày 29 tháng 11, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 khi bị chất vấn về chủ trương nào để tiếp tục ổn định tình hình bền vững trên Biển Đông. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân kêu gọi người dân phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ hãy tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Trả lời những chất vấn của cử tri Cần Thơ, bà Chủ tịch Quốc hội nói: Vào giữa năm nay, tàu thăm dò khảo sát của Trung Cộng có xâm phạm vùng biển của Việt Nam và trong thời gian này chúng ta dùng tất cả các biện pháp thực địa đưa tàu, lực lượng hải quân, cảnh sát biển tuyên truyền xua đuổi họ ra khỏi vùng biển Việt Nam. Đây là biện pháp cực kỳ hòa bình. Về ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói là đã tiến hành giao thiệp với Trung Quốc và đề nghị không được vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Về chính trị, chúng ta dùng các biện pháp yêu cầu Trung Quốc phải tôn trọng chủ quyền của chúng ta. Trong quá trình họp tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đã trả lời rõ ràng về thái độ chủ trương của Đảng trong vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo. Kết quả hòa bình mà bà Ngân nhắc đến là sau 4 tháng khảo sát nát vùng biển chủ quyền khu vực bãi tư chính của Việt Nam, nhóm tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 đã rút về với tuyên bố đã thực hiện xong nhiệm vụ. Điều đáng chú ý trong phần trả lời cử tri của bà Ngân là cách thoái thác và đẩy trách nhiệm bảo vệ chủ quyền sang cho Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng để làm giảm sự hèn của bản thân. Trong con đường ngoại giao và giao thiệp với Trung Quốc, chính bà Chủ tịch cùng với gần 500 đồng bọn là đại biểu Quốc hội đã bấm nút thông qua luật sửa đổi xuất nhập cảnh, cho phép miễn thị thực với khách nước ngoài vào khu vực kinh tế ven biển Việt Nam. Hai khu kinh tế ven biển hiện sẵn sàng mở cửa nghênh đón khách từ Trung Quốc sang chính là Vân Đồn và Đảo Phú Quốc. Không thấy cử tri nào chất vấn bà Chủ tịch Quốc hội liệu bà nhận được bao nhiêu tiền sau chuyến tổ chức cho người vượt biên sang Hàn Quốc bằng chuyên cơ. Cũng không thấy cử tri nào chất vấn bà Ngân về thái độ chư hầu dọn đường cho Trung Cộng trong chuyến đi chư hầu hồi đầu tháng 7 năm 2019. Niềm tin của người dân được các lãnh đạo Cộng sản phục hồi bằng cách bắt nhốt hết những người sử dụng mạng xã hội để cất tiếng nói phản biện và bị chụp mũ là làm mất niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Sách trắng quốc phòng 2019 của Việt Nam cảnh báo Trung Quốc. Sách trắng quốc phòng Việt Nam năm 2019 có điểm mâu thuẫn trong chính sách, trong văn bản nhưng cũng tiềm ẩn lời cảnh báo với Trung Quốc. Theo một học giả từ Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược Chatham House từ London, Anh Quốc, tiến sĩ Bill Hayton nói: Điều đầu tiên tôi muốn nói, tôi chưa có dịp đọc toàn văn bản sách trắng quốc phòng Việt Nam bởi vì đây chưa thấy có trên mạng. Vào tuần sau, tôi được mời đến dự một sự kiện kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và tôi hy vọng tôi sẽ có dịp tiếp cận với văn bản này. Thế nhưng mà có vài điểm quan trọng có thể nói ngay dựa trên những báo cáo trên truyền thông Việt Nam. Tức là thứ nhất, chúng ta thấy bản sách trắng quốc phòng lần này lần đầu tiên đã đưa thêm một điểm 0 thứ 3, 0 thành 40. Và thứ hai, nó cũng nói về quan hệ đối với một số nước có thể được phát triển như thế nào trong tương lai. Cho rằng có một số điểm bất lợi hợp lý trong văn kiện sách trắng này. Nhà nghiên cứu đồng thời là nhà báo và biên tập viên với nhiều năm làm việc tại BBC, theo dõi tin tức châu Á, Đông Nam Á và cả Việt Nam nêu quan điểm của mình. Tôi nhận thấy có một vài điểm mâu thuẫn trong văn bản sách trắng. Thứ nhất, đó là Việt Nam nói rằng có 3 điểm không trước đây, tức là không liên minh quân sự với nước nào, không liên kết với nước nào để chống nước khác và không cho nước nào đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam. Điểm không thứ tư mà không thể sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Thế nhưng, nếu Việt Nam tin vào điểm này thì Việt Nam có quân đội để làm gì? Bởi vì khi anh có quân đội thì đến lúc nào đó anh phải sử dụng đến quân đội của mình.
Điểm mâu thuẫn thứ hai tôi thấy trong chính sách quốc phòng, tức là khi nói rằng không dựa vào nước này để chống nước khác. Thế nhưng trong sách trắng lần này cũng có điểm mới là dựa trên tình hình cụ thể, Việt Nam có thể cân nhắc thiết lập quan hệ quân sự với một nước khác. Mặt khác, theo nhà nghiên cứu này có thể đọc được tín hiệu gợi ý diễn giải như một cảnh báo nghiêm túc của Hà Nội đối với Bắc Kinh rằng nếu như Trung Quốc tiếp tục có những hành động gây thêm áp lực và căng thẳng đe dọa Việt Nam. Chúng ta biết rằng năm nay Việt Nam đã có sự đối đầu trên biển. Như vậy, khi Việt Nam nói rằng dựa trên tình hình cụ thể, Việt Nam có thể cân nhắc phát triển mối quan hệ quân sự với một nước nào đó. Đặt vấn đề liên minh quân sự Việt-Mỹ lúc này là bất khả thi. Một chuyến thăm có lợi không chỉ riêng cho Việt Nam, chuyến công du bị trì hoãn sau nhiều tháng. Thì đây có thể xem là một lời nhắn gửi với Bắc Kinh rằng nếu Trung Quốc mà ép Việt Nam quá, thì Việt Nam có thể cân nhắc việc nâng cấp quan hệ quân sự đối với Hoa Kỳ và các nước khác. Bình luận về chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ hợp tác an ninh quốc phòng và quân sự của Việt Nam với các đối tác ở quốc tế và khu vực, trong đó có quan hệ Việt-Mỹ, tiến sĩ Bill Hayton nói: "Tôi nghĩ rằng quan điểm chung của Việt Nam về nguyên tắc là không đổi, tức là luôn luôn có một quan hệ mang tính đa phương đối với nhiều nước càng tốt, trong đó có cả Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản và Ấn Độ. Còn về phía Mỹ, một số người trong phía Mỹ có thể có một suy nghĩ hơi khác, rằng Việt Nam sẽ tham gia một liên minh hoặc một thỏa thuận gì đó, và nếu họ nghĩ như vậy, thì đó là một sự hiểu lầm đối với Việt Nam. Còn đối với Việt Nam xem quan hệ với Mỹ là một công cụ ngoại giao mà có thể giúp ích cho Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc. Về các hành động của Trung Quốc ở trên Biển Đông nói chung và trong vùng biển mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền hay thuộc chủ quyền vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam nói riêng, ông Bill Hayton bình luận: "Hành động của Trung Quốc từ tháng 5 cho đến tháng 10 năm 2019 ở vùng biển thì có vẻ như là muốn gây sức ép đối với Việt Nam cũng như các nước Đông Nam Á để nói rằng các anh không thể nào hoạt động tham gia về dầu khí mà không có sự cho phép của Trung Quốc. Malaysia và Việt Nam đều chịu sức ép trong thời gian vừa qua khi mà họ đơn phương tổ chức các hoạt động tìm kiếm dầu khí trong khu vực vùng đặc quyền kinh tế của họ. Những hoạt động mà theo tôi bất kỳ ai mà có sự hiểu biết tương đối về luật pháp quốc tế thì cũng tự thấy rằng đó là bình thường." Trở lại với văn kiện mới được Việt Nam công bố về chính sách quốc phòng năm nay, nhà nghiên cứu thuộc Chatham House nói với BBC bàn tròn hôm thứ Năm rằng việc ra được sách trắng trong quốc phòng lần này là quá lâu vì bản mới nhất lần trước đã là 10 năm trước, và năm ngoái báo chí Việt Nam nói rằng sách trắng quốc phòng mới sắp được công bố, nhưng sau đó cũng chưa thấy gì. Tôi nghĩ rằng đã có một sự tranh cãi trong bộ máy lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam về quan điểm sẽ được đưa vào sách trắng như thế nào. Bản sách trắng quốc phòng lần này được công bố có lẽ là kết quả của sự thỏa hiệp chính trị trong nội bộ lãnh đạo. Vì lẽ đó mà chúng ta thấy có mâu thuẫn trong lời nói của văn bản này như tôi đã giải thích trước đó. Trước đó trong tuần này bên lề một trao đổi seminar tại BBC London hôm 26 tháng 11 năm 2019, một chuyên gia về chiến lược và nguyên cố vấn về chính sách an ninh quốc phòng của cựu Tổng phó Tổng thống Mỹ George Biden thời của cựu Tổng thống Barack Obama nơi bình luận về quan hệ Mỹ-Việt trong tương quan tình hình khu vực và trên Biển Đông. Tôi không nghĩ có bất kỳ cuộc đối thoại nghiêm túc nào về một liên minh giữa Hoa Kỳ và Việt Nam vào thời điểm này, nhưng quan hệ đối tác sâu sắc hơn Mỹ-Việt, đặc biệt là các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, không chỉ trong lĩnh vực an ninh mà cả trong lĩnh vực kinh tế và khác, thì điều đó nên tiến hành, ông Jack Sullivan nói với nhà báo Nguyễn Giang của BBC News tiếng Việt rằng: "Nhưng để nghĩ về nó theo cách chúng ta nghĩ về Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v., tôi không nghĩ rằng đó là điều nằm trong suy nghĩ của chính quyền Mỹ hiện tại hoặc trong cộng đồng chiến lược rộng lớn hơn của Hoa Kỳ. Mỹ muốn đóng góp cho hòa bình và an ninh trong khu vực. Việt Nam, Trung Quốc và các nước yêu sách khác ở Biển Đông đã có căng thẳng gia tăng theo thời gian, và một phần lớn lợi ích của chúng tôi đã bảo đảm rằng những tranh chấp đó được giải quyết một cách hòa bình để một cuộc xung đột nào đó không thể xảy ra."
Việt Nam và Mỹ đương nhiên chia sẻ những lợi ích chung như tự do hàng hải trên Biển Đông, an ninh hàng hải và giải quyết một cách hòa bình những tranh chấp. Do đó, duy trì những đối thoại lành mạnh giữa Mỹ và Việt Nam về các vấn đề trên là rất quan trọng. Đương nhiên, điều này cũng được tích hợp vào những đối thoại rộng lớn hơn trong khu vực về tương lai của Biển Đông, để chắc chắn rằng có những sắp xếp về an ninh có thể được đảm bảo mãi mãi, chuyên gia và nhà tư vấn an ninh quốc gia của Mỹ nói. Còn từ New York, tiến sĩ Vũ Quang Việt, nguyên viện trưởng vụ thống kê của Liên Hợp Quốc, hiện là nhà quan sát chính trị và bang giao Mỹ-Việt, đưa ra bình luận về tính khả thi và thời điểm đặt vấn đề về thiết lập một mối liên minh quân sự Mỹ-Việt hiện nay. Thứ nhất là không khả thi vì Mỹ, bản thân Mỹ cũng không muốn liên minh với Việt Nam làm gì. Mỹ đặt lại nhiều vấn đề ngay cả đối với NATO. Bây giờ Mỹ đòi hỏi các nước khác phải chi trả tiền cho quân đội Mỹ. Ngay cả với Hàn Quốc, Nhật Bản, v.v. Mỹ cũng đòi tiền. Như vậy, Mỹ có chính sách như kiểu là bây giờ quý vị phải chi trả cho chúng tôi. Và dĩ nhiên, liên minh kiểu đó càng ngày càng giảm xuống so với thời xưa. Bây giờ Mỹ đang muốn rút quân khắp mọi nơi thì làm sao đặt vấn đề liên minh với Việt Nam. Thành ra bản thân Mỹ cũng không muốn, nếu Việt Nam bị tấn công chẳng hạn, bị Trung Quốc hay bất cứ một nước nào khác tấn công, thì Mỹ đâu có lý do gì để nói rằng đó là tấn công vào Mỹ. Tôi nghĩ việc mà bảo là liên minh như vậy sẽ không có, và dù Việt Nam muốn cũng không thể có được. Do đó luật của Việt Nam nói không liên minh với bất cứ nước nào thì cũng đúng thôi, bởi vì cái thực trạng đó là như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên tôi nói là nếu Việt Nam bị tấn công, Việt Nam nên sẵn sàng và nên nói cho rõ rằng là sẽ hợp tác. Cái này hợp tác là khác với liên minh hay là nhận sự trợ giúp của tất cả các nước có cùng ý muốn bảo vệ hòa bình trên Biển Đông. Thì Việt Nam sẵn sàng hợp tác. Tiến sĩ Vũ Quang Việt nói với BBC News tiếng Việt hôm 26 tháng 11. Năm 2019 tại Hoa Kỳ. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về cái chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.